Nghệ sĩ Thương Tín bức xúc bác bỏ tin đồn qua đời đột ngột ở tuổi 66. Mạng xã hội bất ngờ trầm trộn thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời đột ngột. Tuy nhiên, đây là thông tin sai sự thật và chính năm tài tử phim Biệt Động Sài Gòn cũng đã lên tiếng phủ nhận sự không hài lòng. Theo đó, chia sẻ với Thanh Niên, nghệ sĩ Thương Tín bác bỏ tin đồn thất thiệt về mình. Hiện tại, nam diễn viên đang cùng vợ sống tại quê nhà Phan Trang và sắp tới sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh để kiếm việc. Thế nên, thông tin nghệ sĩ Thương Tín qua đời 100% là bịa đặt. Đây là hành động đáng lên án vì gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến cuộc sống của nghệ sĩ Thương Tín và gia đình. Cuộc sống của tôi hiện tại bình thường hơi buồn, tôi đang sắp xếp để vào thành phố Hồ Chí Minh để bàn công việc. Thực sự ở quê mình không có việc gì làm, một mình tôi thì không sao, chứ còn vợ con nữa cũng khó khăn, ông nói. Chia sẻ về bệnh tình, Thương Tín cho biết hiện ông cũng đỡ hơn mà còn yếu, chưa bình phục trở lại. Mình đi bộ lâu lâu là mệt, chân cũng yếu nên đi đứng cũng không bình thường được. Thời gian qua, nghệ sĩ Thương Tín nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ sau khi tình cảnh nghèo khó của nam diễn viên được tiết lộ. Nhiều nhà hảo tâm đã tìm gặp, động viên và giúp đỡ tài tử điện ảnh một thời. Tuy nhiên, Thương Tín bất ngờ lên tiếng tố Trịnh Kim Chi nhập nhằng trong khoản tiền kêu gọi đóng góp giúp đỡ ông. Gần đây, Thương Tín đã tiết lộ về mối quan hệ với Trịnh Kim Chi sau ồn ào đấu tố. Nam nghệ sĩ vui vẻ nói cả hai đã bình thường, làm hòa nhau. Trước khi về quê ăn Tết, tôi điện cho Chi, tôi nói, em ơi, anh em mình huề đi, gặp nhau nói chuyện đi, anh thắng hay em thắng cũng vậy thôi à, không được gì. Chi bảo, ok anh. Nghệ sĩ mà vẫn thương quý nhau thôi, nam diễn viên tiết lộ. Được biết trong thời gian tới, Thương Tín sẽ trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục con đường diễn xuất, thực hiện dự án phim của mình.